lại là 59. Ít hơn hôm qua, hôm qua được khoảng tầm 70 ha. Đây có 60 là thiếu 10 bạn. Thì nhắc lại một số cái nội dung chính hôm qua mình cần lưu ý. Thứ nhất là cái khái niệm máy điện. Thì máy điện á, lưu ý cái khái niệm nó là hệ gồm có mạch điện và mạch từ liên hệ với nhau. Giữa cái mạch điện mạch từ nó có thể có chuyển động tương đối hay là không ha. Thì tùy máy điện tĩnh thì nó không có chuyển động, còn máy điện quay thì nó có chuyển động, và nó là thiết bị hết sức năng lượng, chuyển đổi năng lượng hết sức quan trọng. Thì đó là cái khái niệm mình cần phải nhớ về máy điện, rồi các cái loại máy điện cơ bản ha, còn phải nắm. Rồi mình phải nhớ là mình môn máy điện một này mình học những cái máy điện nào ha, trong bốn loại này thì mình học cái gì. Thì mình học máy điện tĩnh là máy biến áp này, máy điện quay thì mình sẽ học máy điện xoay chiều loại không đồng bộ và máy điện một chiều. Rồi, các cái định luật cơ bản thì cần nhớ ba cái định luật về, thứ nhất là về cảm ứng điện từ, thứ hai là định luật về lực điện từ, và thứ ba là định luật ôm cho mạch từ. Rồi cái thí nghiệm Faraday thì mình nhớ đặt thí nghiệm và rút ra cái kết luận. Và Lenz cũng là nghiên cứu về cái định luật cảm ứng điện từ này, rút ra cái kết luận như sau. Đã, cái nội dung định luật này là cái em phải nhớ nha. Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Thì hôm qua thầy có giải thích qua cái hình này rồi nha, có giải thích qua cái hình này rồi. Thầy nói là ai mà chưa nắm được á, hình như Nắp lại. các bạn nào đang đang nói, đừng nói mấy em nói vô nó ồn ha, nếu cần phát biểu thì báo thầy ha, giờ thầy phát biểu thì thầy sẽ ngừng nói. Rồi, thì cái định luật cảm ứng điện từ này mình phải hiểu nó, cái dòng điện cảm ứng ấy, sinh ra nó phải các chiều sao cho cái từ trường nó sinh ra chống lại cái nguyên nhân cái sự biến thiên từ thông sinh ra nó. Thì cái này không mà bạn nào chưa tắt mic, các bạn chưa tắt mic thì lưu ý giùm thầy á, cái chỗ này mình phải hiểu nè. Lát nữa các bài tập nó sẽ có cái phần hỏi liên quan tới cái định luật Lenz này. Cái chiều của dòng cảm ứng á, nó phải có chiều sao cho cái từ thông do nó sinh ra, cái cảm ứng từ nó sinh ra chống lại cái nguyên nhân sinh ra đó là cái sự biến thiên từ thông á. Từ thông mà tăng lên á, thì cái cảm ứng từ này sinh ra này nó sẽ có chiều ngược lại với cái chiều từ trường của 500, ngược lại từ thông giảm à, kéo 500 ra xa, từ thông giảm thì cái chiều cảm ứng từ nó sẽ cùng chiều với từ trường của 500. Để cái đó là rồi sau đó dùng quy tắc nắm tay phải để mình xác định cái chiều dòng cảm ứng ha. Cái này là thầy nhắc lại để mình lát nữa mình làm mấy bài tập nha. Rồi cái giá trị sức động cảm ứng nó sẽ tính bằng đạo hàm của từ thông theo thời gian, và lưu ý E nó bằng VL nhân V, với V là cảm ứng từ này, L là chiều dài dây dẫn nằm trong từ trường, V là vận tốc. Nào, đáng lẽ nó có nhân sin góc alpha nữa, sin góc góc phi, sin phi là góc lệch giữa từ trường và dòng điện. Nhưng mà nếu mà cảm ứng từ V vuông góc với chiều chuyển động của thanh dẫn á, V mà vuông góc với thanh dẫn á, thì cái sin phi nó bằng không á, sin 90 độ nó bằng không, nên là biểu thức này mình không có sin phi á. Còn nếu mà cái góc nó không phải là 90 độ thì mình phải thêm cái sin phi vô nha em. Rồi tương tự là cái lực điện từ ha, F thì nó bằng BLI nhân sin phi, sin phi là góc lệch giữa B và vector dòng điện I. Cái phần tiếp theo là các cái vật liệu tác dụng, thì để các cái vật liệu chế tạo máy điện ha, nó gồm có ba loại. Thì cái lưu tâm là thứ nhất là cái vật liệu tác dụng á, vật liệu tác dụng nó gồm có hai thứ, đó là vật liệu dẫn từ
cấu tạo nên cái loại sách của máy điện, của cái máy điện. Thì nó dùng bằng thép kỹ thuật điện ha, có pha silic. Thì pha silic để làm gì? Hôm qua thầy có nói rõ rồi ha. Silic nó sẽ giúp giảm cái tổn hao từ trễ này, đồng thời tăng cái điện trở loại sắt. Rồi thứ hai là người ta ghép nhiều lá thép lại với nhau. Tức làm gì? Đã nói rồi. Rồi. À. À, đó, các bạn nào chưa tắt mic? Tắt mic rồi. Tắt là sửa sai. Rồi. Ổn quá, ổn quá, ổn quá. Bạn nào mới vô tắt mic giùm thầy nha. Tắt mic nó vô nó ồn thấy ảnh hưởng tới mọi người. Tại vì tiếng ồn xung quanh mình nó lọt vô cái mic nó sẽ rất ồn. Rồi, vật liệu dẫn điện ha. Thì đối với máy điện thì vật liệu nó thường là bằng đồng, có thể bằng nhôm. Thì các cái dây dẫn trong máy điện ha, thì cái lớp cách điện nó rất là mỏng ha. Để nó quấn trong cái lõi này nó, nếu mà cách điện dày quá quấn thì nó sẽ chiếm diện tích rất lớn, chiếm không gian rất lớn. Nên là các lớp cách điện rất mỏng. Rồi vật liệu kết cấu thì nó có tạo nên các cái cơ cấu chịu lực chính trong cái thiết bị vỏ hoặc là trục không đó, đế. Rồi vật liệu cách điện thì nhớ thầy các cái cấp cách điện này ha, và nó phân loại là dựa trên nhiệt độ làm việc của cách điện. Mỗi cấp cách điện nó sẽ có cái nhiệt độ làm việc cho phép tối đa là bao nhiêu độ đó. Rồi thì đó là các cái nội dung thầy muốn nhắc lại. Nếu mà cách điện mà sử dụng quá nhiệt độ thì nó sẽ bị lão hóa nhanh hơn ha. Rồi, thì đây là số cái bài tập. Bài tập này thì chiếu lên để mình xem trước ha. Lát nữa mình sẽ làm cái bài tập ở trên cái classroom ha. Rồi, thì cái bài số 1. Yeah. Em nên sử dụng máy tính nha. Nếu mà dùng điện thoại có thể mình khó gì nữa. Cái hình này có thể nó hơi mờ. Rồi, giả sử mình có cái bút cái viết đi, mình tự mình làm thử, làm cái này làm test trước đi. Lát nữa thì để cho online làm trực tuyến trên cái bài này, trên Google Classroom nha. Cái bài trên Google Classroom lát nữa thầy sẽ on nó lên. Đây, cái bài này. Nó có 10 câu hỏi trong này ha. Thì lát nữa thầy sẽ đặt một cái hạn thời gian, ví dụ như cho làm trong vòng 30 phút hay là 40 phút. Thầy sẽ tra online câu hỏi trong vòng 40 phút. Mình tranh thủ mình làm trong vòng thời gian đó. Rồi, còn hiện giờ thì mình hướng dẫn sơ bộ cách giải một số cái bài tập này trước đây ha. Rồi, ví dụ mình có 6 cái hình này. Một cái hình A, xem xét cái hình A trước đây ha. Hình A này cho một cái 500 di chuyển. Cái mũi tên màu đen này là hướng di chuyển của 500 ha. 500 có hai cực bắc nam. N là bắc ha. S là nam nha. Đừng có chữ N là nam ha. Chú ý cái này là viết tiếng Anh ta nè, viết cách tiếng Anh thôi. N là north là bắc. S là south là nam. Rồi. Thì cực bắc dòng cái từ thông nó sẽ hướng ra ở cực bắc của 500 ha. Thì từ thông B nó cũng đang hướng xuống này. Cảm ứng từ B của cái 500 á đang hướng thẳng xuống một dây ha. Rồi, 500 đang hướng xuống luôn, đang di chuyển hướng tới gần vòng dây. Thì yêu cầu mình xác định cái chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Thì nhớ lại ha, chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây nó sẽ phụ thuộc vào cái sự biến thiên của từ thông sinh ra đó. Thì cảm ứng từ nó sẽ có tác dụng là chống lại cái sự biến thiên từ thông. Bây giờ cái 500 á, từ thông B của 500 đang cảm ứng từ B nó đang hướng xuống hướng vào vòng dây á, và chiều 500 đang tiến vào vòng dây. Có nghĩa là cảm ứng từ cái từ thông gửi vào vòng dây nó đang tăng lên ha, phi tăng lên. Cảm ứng từ cái từ thông phi tăng lên thì cái cảm ứng từ của vòng dây nó phải chống lại cái sự tăng lên đó. Có nghĩa là cảm ứng từ vòng dây nó sẽ B nó sẽ hướng ngược lại, hướng lên phía trên ha, hướng lên để chống lại cái từ trường 500. Thì cảm ứng từ B phải của cái dòng điện cảm ứng đó, hướng lên thì mình sẽ xác định được chiều của dòng điện cảm ứng là chạy từ bên trái bên phải ha. Thầy xét hướng mặt trước nè, chạy từ trái bên phải, dùng quy tắc nắm tay phải, rồi thầy bấm qua cái slide tiếp theo để mình dùng mắt. Đây cảm ứng từ B của dòng điện
B của 500 này ha, từ hướng từ trên xuống. Và 500 đang tiến vào đúng vào vòng dây thì từ thân giữa vòng dây tăng lên. Do đó à này chưa tắt hết còn ha. Trong cục cỏ này để gì nè. Tắt hết cho đó luôn thầy. Rồi để thầy tắt hết đi. Tại có nhiều bạn nó mới vô nó chưa tắt thì nó lại ồn ha. Đi để hỏi cái thanh người dùng bên này. Thầy cho phép mấy em tự mở mic lại khi cần phát biểu ha, nhưng mà tạm thế khi nào mình phát biểu mình mới mở ra. À, bạn có ồn mà thầy mới tắt rồi, còn có bạn mở lại sao? Minh Mẫn. Rồi, đó là cái cách mình để mình xác định ha. Lát nữa các cái bài tập tương tự em phải xác định được ha. Khi mà cảm ứng từ hướng như thế nào, rồi chiều tiến của 500 như thế nào, thì cái cảm ứng từ của vòng dây ha, cảm ứng từ trên vòng dây nó sẽ hướng chiều ngược lại hay là cùng chiều với cảm ứng từ 500. Rồi dùng quy tắc nắm tay phải để xác định IC dòng điện cảm ứng ha. Rồi thì tương tự ha, những cái hình khác còn lại cũng vậy. Có thể người ta không cho cái 500 chuyển động mà người ta cho cái vòng dây chuyển động chẳng hạn. Ví dụ cái vòng dây này chuyển động từ trên xuống. Cái 500 thì cái cực bắc nó đang hướng vào phía vòng dây. Thì cái trường hợp này nó tương tự cái trường hợp hình A. Tại vì cái vòng dây chuyển động ở phía 500 mà từ trường của 500 gửi vòng dây nó sẽ tăng lên hơn. Thì cái cảm ứng từ B trên vòng dây nó cái chiều nó sẽ chống lại cái sự tăng lên bằng cách nó kiểu cái từ trường B nó sẽ ngược hướng với từ trường 500. Tương tự hình C cũng vậy ha. Hình C thì bây giờ cái 500 nó di chuyển ra xa vòng dây. 500 di chuyển ra xa vòng dây. Cực nam nó đang hướng về phía vòng dây ha. Thì khi mà 500 di chuyển ra xa thì cái từ trường của 500 gửi vào vòng dây từ thông nó giảm đi ha. Từ thông giảm thì cảm ứng từ trên vòng dây này nó sẽ cùng chiều với từ trường 500. Thì lúc này cảm ứng từ B của vòng dây nó sẽ hướng xuống. Rồi từ đó mình sẽ xác định được cái chiều dòng điện đó. Nó sẽ chạy từ trái sang phải. Thì tương tự á, thì lát nữa các cái bài tập ở trong cái phần cái câu hỏi thầy để đưa lên cái Google Classroom á, thì nó sẽ có một số cái bài tập dạng như thế này ha. Vòng dây di chuyển hoặc là 500 di chuyển, xác định chiều cảm ứng từ B và chiều của dòng điện Y trong cái vòng dây. Hoặc là có thể kiểu trắc nghiệm như thế này. Lưu ý là cái môn máy điện này cuối kỳ mình khả năng cao là mình sẽ thi trắc nghiệm nha mấy. Thì cái những cái dạng này là những cái dạng có thể ra trắc nghiệm. Ví dụ cho cái hình này ha, hỏi bốn cái hình này hình nào đúng. Rồi, hình A giả sử thì cái này là thầy giải nháp cho mấy em ha, lát nữa mấy em tự làm bài tập thì phải tự trả lời các câu hỏi nhé. Rồi, cái hình A này 500 Bắc Nam ha, di chuyển theo hướng như này, dòng điện chạy như này, thì coi nó có đúng không ha? Rồi, cực bắc đang hướng về phía vòng dây. Cái vòng dây khi người ta vẽ như này, nếu quan sát cái vòng dây đang được vẽ như này, thì phải xác định cái cạnh nào là cạnh nó nằm về phía gần mình, cạnh nào phía xa ha. Cái hình này là hình tưởng tượng cái hình nó vẽ là 3D nha mấy. Thì cái cạnh mà bên ngoài này là cái cạnh này, cạnh này nằm bên trong. Tại sao mình biết? Thì nó có cái thanh, nó có cái đoạn màu đen nó xuyên qua cái chỗ vòng dây, mấy em thấy không? Cái đoạn màu đen xuyên qua này. Thì mình nhìn thấy cái đoạn màu đen nó đi tới cái chỗ cái cạnh này, nó bị cụt mắt ha, nó khuất mắt. Khuất mắt có nghĩa là cái cạnh này là cạnh nằm phía bên ngoài, cạnh nằm được hướng phía mình. Còn cái cạnh này nó nằm phía trong ha, tại vì cái đoạn màu đen này nó đi qua được, nó đè lên trên cái. Cái chương trình Classroom này đó, cái Zoom này nó chưa có bản quyền nên là khoảng 40 phút nó sẽ bị out ha. Rồi thì khoảng tầm 10 phút nữa đó,
Trước khi nào thầy sẽ chuyển qua cái phần làm bài tập à, thì các em lúc đó mình sẽ online làm bài tập cho thầy ha. Rồi thầy sẽ hẹn giờ. Cái bài tập này mình sẽ làm trong vòng từ giờ cho tới khoảng lát nữa, 10 phút nữa là 3 giờ 35 á. 3 giờ 35 thì mình làm khoảng tầm cho 40 phút. Rồi tới khoảng cho 4 giờ 15 ha. 4 giờ 15 thì cho tới 4 giờ 15 luôn. Thì mình sẽ kết thúc cái bài tập lát nữa. Rồi. Đó, thì mình nhìn cái vòng dây này mình phải biết là cái mặt nào, cái cạnh nào là phía trước, cái cạnh nào phía sau nha các em. Rồi vậy cái này đang hướng vào vòng dây á. Rồi, anh Trâm di chuyển vào vòng dây. Ừ. Rồi bạn nào hỏi. Thầy nói là cái quy tắc bàn tay phải được không thầy? Bởi vì chắc chắn nhiều bạn cũng chưa nhớ em phụ. Quy tắc nắm tay phải chứ, nắm tay phải đúng không? Dạ. À. Bây giờ cái nắm tay phải à, thì mình giơ cái nắm tay lên. À, thầy, nếu mình chiếu cái hình. Mấy em có thấy rõ được cái hình thầy giơ tay lên không? Rồi. Cái hình thầy giơ tay đúng không? Rồi. Thấy. Cái quy tắc nắm tay phải này, cái bàn tay phải giơ lên ha. Thì khi mình xoay cái nắm tay theo cái chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây, nắm tay phải để xác định cái chiều cảm ứng từ của dòng điện chạy trong vòng dây ha. Thì cái vòng dây nó hình tròn, em tưởng tượng ha. Thì mình xoay cái nắm tay phải theo cái chiều của cái dòng điện đó chạy trong cái vòng dây ha, thì chiều ngón tay cái nó sẽ chỉ chiều của cảm ứng từ B. Được. Rồi thì à, nếu mà quá 10 phút mà thầy mà nó out room á, thì thầy sẽ tạo cái meeting mới thì em vào lại nha, nếu quá 10 phút mà mình chưa xong, chưa chuyển qua phần bài tập. Rồi thì bây giờ này mấy em quan sát, thầy share lại cái hình, cái màn hình ha. Và sao để mình vừa nhìn thấy cái tay. Rồi, bây giờ chọn phần xe to màn hình luôn này. Rồi mấy em có thể thấy được thầy giơ tay lên rồi đúng không? Cái camera này có bị ngược chiều lại không ha? Rồi mình có cái vòng dây, em quan sát cái vòng dây ha. Bây giờ mình có cái chiều dòng điện chạy trong vòng dây, cái vòng dây nó cái mạch mà phía gần mình đó, dòng điện đang chạy xuống. Thì cái chiều cảm ứng từ mình đưa vào cho cái mình, mấy em tự giơ cái bàn tay mình lên ha, cho cái chiều chuyển động của cái tay này à, nó chuyển động theo chiều của dòng điện chạy trong vòng dây, thì ngón tay cái nó sẽ chỉ chiều của cảm ứng từ B, được không em? Thì bây giờ cái vòng dây này, cái dòng điện nó đang đi xuống như này, đang đi xuống ha, thì chiều cảm ứng từ nó sẽ hướng từ trái sang phải theo hướng của mình. Mấy em nhìn vô cái hình đó được đấy. Còn cái tay thì mấy em sẽ làm tương tự giống thầy á. Thì cái chiều dòng điện cái chiều cảm ứng từ bên sẽ hướng từ trái sang phải à. Rồi vậy chiều cảm ứng từ IC đi xuống, cảm ứng từ bên hướng từ trái sang phải à. Nhưng mà cái 500 đang chuyển động hướng về phía vòng dây ha, cảm ứng từ tăng lên, thì cái cảm ứng từ B mà hướng từ trái sang phải là sai mất rồi, nó phải hướng ngược lại với cái chiều của chuyển động của 500 á. Do đó cái hình A là hình sai à. Tương tự hình B à. Hình B nó vẽ chiều dòng điện ngược lại này à, vậy là cái hình B nó sẽ đúng ha à. Hình B dòng điện ngược lại thì cái cảm ứng từ nó sẽ hướng ngược lại với cái chiều của từ thông của cái 500 á. Nếu mình chưa nắm rõ quy tắc bằng nắm tay phải thì mấy em có thể lên Google search cũng được ha. Lát nữa cái bài tập mình có thể lên Google search câu trả lời ha. Nếu không được. Hoặc là coi lại cái video hôm trước đó, bài giảng hôm trước đó.
thì thầy cho giới hạn thời gian, thì trong thời gian đó mình tìm hiểu lại trả lời là đúng không. Thì cái bài tập thì thầy chủ yếu là mình tạm thời thầy chỉ mới đánh giá coi là mình đã hiểu qua hay không thôi, còn có thể thầy chưa lấy điểm thôi, nhưng mà làm đầy đủ thầy á, ai không làm là có điểm danh thôi. Bữa nay điểm danh thông qua cái bài tập nha mấy em. Rồi tương tự cái bài ba cũng tương tự thôi. Thay vì 500 chuyển động thì cho cái vòng dây nó chuyển động á, thì cái này mấy em có thể cũng vì cái thời gian online nó sắp hết rồi, cái Zoom nó chỉ cho phép 40 phút thôi, bây giờ còn có khoảng 5 phút nữa. Rồi và bây giờ thầy sẽ mở cái bài tập lên. Rồi thì mấy em sẽ đăng nhập vào cái lớp của mình ha. Em vào trong lớp nha, cái lớp máy điện một của mình này, vào trong cái lớp của mình ha, lớp mà hôm trước giờ mình online thầy đăng các cái bài post á. Thì bây giờ thầy sẽ đưa cái phần bài tập vào à, bài tập bây giờ thầy sẽ cho nó online lên luôn ha. Rồi bài tập bây giờ thầy sẽ giao bài thời gian à. Thời gian thì 19 tháng 3 là bữa nay nè à, tới 4:15 đi, chậm 45 phút luôn ha, có nghĩa là 16:15 à. Rồi thời gian có nghĩa là sau thời gian này thì mấy em sẽ không có submit được nữa nha mấy em, làm xong trước 4:15 ha. Rồi thầy bấm giao bài luôn ha, giao bài đây. À, thì tổng cộng là lớp mình là có 94 người nè à, đã nộp là không, có nghĩa là chưa bạn nào làm xong hết á. Rồi thì mấy em từ giờ cho tới 4:15 mình làm giùm thầy ha, hoàn thành trước 4:15 ha. Nếu mà câu nào trả lời không được thì có thể bỏ qua cũng được à, nhưng mà bắt buộc phải điền hai cái câu đầu tiên là mã số sinh viên à, hả, email và họ và tên á. Câu hỏi đây. Rồi, em tự vào cái tài khoản Classroom, cái tài khoản Google Classroom mà mình đăng ký vào lớp á, vào đó là 10 câu á, nói chung tương đối đơn giản thôi, trả lời ngắn gọn vừa phải, không cần phải quá dài dòng đâu. Có một số câu trắc nghiệm, một số câu là tự luận. Rồi các bạn nào hỏi gì nữa không? Mình còn 2 phút online nữa, sau 2 phút này thì nó sẽ tự động nào. Các bạn nào hỏi thì hỏi ha. Sau hết 2 phút bài kiểm tra xong hơn thôi. Không không, bài này thì là bài tập thôi nha mấy em, nộp để thầy đánh giá điểm danh và đánh giá xem là lớp mình đã nắm được cái nội dung không à. Thì các buổi sau thì nói chung mỗi buổi thầy cũng sẽ có một số bài tập ngắn thôi, để mình coi, để thầy đánh giá được xem là cái tình hình nắm bài như thế nào à. Tại vì này nó không có như trên lớp trực tiếp được, thầy có thể biết nhìn quan sát cái lớp mình biết được là có hiểu hay không, hỏi tương tác nó dễ. Còn đây không được thì mình phải thông qua một số cái bài tập để thầy đánh giá xem là cái lớp có hiểu được bài không, bao nhiêu bạn làm tốt. Rồi nếu mà hết 2 phút này, hết 1 phút nữa thì nó sẽ ao á, thì thầy sẽ tạo lại room mới, bạn nào muốn vô thì vô, không vô thì cũng được á, nếu cần hỏi gì đó thì vô, còn không thì cũng không cần vô đâu, thì vô thì cần hỏi thì vô, còn không thì online làm cho xong vào cái classroom này à, vào chỗ bài tập này ha, à, trả lời đó thầy đang đã hiện lên trên cái luồng của lớp này, thì mình vào đó mình làm ha. Đó là. Rồi, khoảng 1 phút nữa nó sẽ ao. Đây thầy đang quan sát là có bạn. Thầy ơi, email là lấy email của mình hay là lấy của lớp hả? Email mà em đang nhập vào cái classroom này nè. Tại nếu dùng email lớp thì tốt hơn á, nếu email của trường thì tốt hơn, nhưng mà nếu mà ai mà vô bằng email trường không được thì dùng email cá nhân cũng được, nhưng mà điền cho đúng tên nha. Cái bài tập cái câu hỏi thứ hai là họ và tên, điền cho đúng họ tên của mình giùm thầy. Còn email lục bài xong rồi phải nên zoom không thầy? Hả, lục bài xong thôi của mình gọi học online đúng không ạ? Đó chứ, tuần sau vẫn tiếp tục đúng 2 cái buổi ngày thứ tư với thứ năm nha mấy em. Vâng ạ. Thì trước khi học